Dạ vâng, em Hồng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em đi vào và giới thiệu cho cả bác về hai sản phẩm dòng EQ đó nha. Hay của bác còn gọi là Lộc Xì đó. Thì bên em có hai dòng chuyên nghiệp. Một dòng này để tích hợp vừa nghe nhạc, nói chung là hai dòng này đều tích hợp vừa nghe nhạc vừa karaoke vừa tích hợp làm rề luôn nha bác nha. Đây con đầu tiên là con Victor của Nhật, Victor VSG312. Dòng này thì dòng chuyên nghiệp đỉnh cấp và nó sử dụng 31 cần gạt trên mỗi vế nha bác nha. 31 cần gạt trên mỗi vế đây. Thì nó tự chỉnh cho hai vế riêng biệt và cũng như là có hai volume chiếc áp này, hai volume chiếc áp để tăng giảm âm lượng của từng vế nha bác nha. Đấy. Victor VSG312 là sản phẩm được thiết kế để cho cả bác ghép buổi giặt âm thanh nghe nhạc karaoke. Sử dụng những cái rất cắm rất là chuyên nghiệp nha bác. Ở đây thì về hình thức của nó thì hàng này bên em tuyển lựa về cho cả bác thì hàng rất là đẹp luôn nha bác nha. Các bác nhìn là không một vết xước nào về cái mặt của nó nha bác nha. Đấy. Và đây thì cái nội thất bên trong, nội thất bên trong con này thì cực kỳ là gấu nha bác, cực kỳ là gấu luôn, với chất lượng về cái linh kiện của nó cực kỳ là cao. Thì qua thấy là linh kiện nó rất là nhiều và dày đặc luôn nha bác nha. Đấy, có nhìn này. Và quy mạch thì còn mới tinh, sáng tròn luôn. Đang phô này. Đó, nó gồm hai vĩ, một vĩ trên như thế này và một vĩ dưới nha. Mỗi vĩ là một vế. Quá chắc nè bác nha. Rồi ngồi đằng sau. Ngồi sau thì có bác thấy là toàn những cái rắc chuyên nghiệp này là rắc 6 ly và rắc 3 lăng. Đường ao là 3 lăng cái và 6 ly. Xin mời bác 3 lăng đực và 6 ly, còn đường in thì là 3 lăng cái và 6 ly nha. Đây. Tem nó đây. Victor là của hãng JVC. Và điện là 100V. Công suất là 21.5W. Series là 420, bình mã BSG312 các bác nha, máy in nhập bằng. Quá đẹp luôn quá. Con này thì hiện tại thì bên em để cho các cái giá là 6 triệu nha, giá cực kỳ là tốt để cho bác sử dụng một cái con lọc chất lượng như là Victor BSG312, giá là 6 triệu nha, bên em bao cước luôn. Rồi sản phẩm lọc thứ hai đó là con Techcom, Tech mã là GE20. Con này thì sử dụng 10 cần gạt fader trên mỗi vế nha. Đấy. Lòng này thì nó đặc biệt hơn thì nó về chuyên nghe nhạc thì nhiều và các bác kết hợp làm rề nó cũng ok. Để có 4 đường 4 cổng volume jack up, gồm 2 đường in và 2 đường out nha bác. Đấy, 2 đường in cho mỗi vế và bên này thì hai đường ao cho mỗi vế luôn. Có tích hợp đồng hồ VO trang trí phía mặt trước cực kỳ đẹp nha. Với thiết kế hai hồi gỗ hai bên và hậu con này thì nó ngắn nha bác nha. Đấy, các bác nhìn so cái con Techcom với là cái con Victor thì cái con Techcom cái hậu ngắn hơn được. Nhưng mà cái chất lượng và cái linh kiện bên trong thì nó dày hết nha bác nha, dày đặc hết. Đấy. Hàng tiếng về cho cao áp thì được bố trí hai hồ gỗ hai bên rất đẹp luôn. Sexy là vàng long lanh nha. Đấy, long lanh bảy màu. Sexy nữa đây. Đấy, các bác nhìn long lanh bảy màu hết nha. Đấy. Linh kiện thì rất là nhiều, rất là dày. Cực kỳ là chắc nha. Rồi em quay đằng sau cho bác xem đây không, Techcom series GE20 điện là 100V, con này thì cũng sản xuất da băng luôn nha bác nha. Đây máy in da băng, công suất là 7W nha. Đường dòng này thì dòng thiêu về nghe nhạc nhiều, nó sử dụng là những cổng ASEAN hay cổng AV đó bác. Đấy. Layout thì nó sẽ có 1-2 này, Lay-in thì nó có 1-2 này. Đấy.
Rồi thì bên em này có hai dòng lọc này nha bác nha, hai dòng lọc này. Thì con này thì em để cho bác giá là 6,5 triệu nha bác nha. 6,5 triệu con test GE20. Đây. Techcom series GE20 nha, 6,5 triệu. Con này là 6 triệu nha bác. Đấy. Nhỏ nhưng mà nó được cái nó chắc. Thiết kế là 45 chiếc áp để tinh chỉnh nó phần 2 in và 2 out. Rồi thì các bác yêu thích cái dòng đời nào thì liên hệ cho Quốc Hồng Hoa, hai số điện thoại trên tấm biển màn hình là 0366 48707 hoặc là 0393 10049, kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 nhé. Em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại tất cả các bác của video sau.